Chào mọi người, mình là Kate và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đã rất lâu rồi mình chưa ra một video nào về Bullet Journal cả. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại cùng mọi người lên kế hoạch cho Bullet Journal tháng 6 nhé. Cùng bắt đầu thôi. Đợt này thì mình sẽ thử trải nghiệm một cái loại màu mới, đó chính là màu nước. Thật ra lý do thực sự ý, đó là cái màu Crayola với lại Fiber Pens của mình có một số màu nó bị hư rồi ý. Cho nên là mình sẽ sử dụng màu nước. Màu nước mà mình đang sử dụng đó là màu của Simi Art Watercolors với 50 màu. Bộ màu này thì mình mua rất là lâu rồi ý, trong một cái đợt sale mà nó sale còn 250 gì đấy, nên là mình quất luôn. Mình sẽ để link mua ở dưới phần description box để bạn nào có nhu cầu tham khảo nhé. À quên, chủ đề lần này mình lựa chọn đó là chủ đề cam chanh. Mọi người có thể để ý những cái đường nét vẽ của mình, đó không phải gọi là cầu thả mà mình đang cố gắng vẽ nguệch ngoạc. Mình nhớ trong một cái ảnh, để mình sẽ để một cái ảnh ở đây, ở trên Pinterest mình lướt qua và mình thấy nó khá là hay ho, nên là mình đã quyết định vẽ theo. Nhưng mà ai ngờ nó fail như này mọi người ơi. Không biết có bạn nào giống mình không, chứ mình là một cái đứa rất là dễ ghi sai lịch. Kiểu lúc nào lên kế hoạch cũng phải để cái điện thoại kế bên và vừa xem lịch vừa ghi. Thế nhưng mà vẫn có lúc vẫn viết sai.
Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau lên kế hoạch cho Bullet Journal tháng 6. Cảm ơn mọi người đã xem đến giây phút này. Nếu mọi người làm theo mình ý, thì đừng quên hashtag kết bùi ở trên Instagram hoặc là Facebook để có thể may mắn được xuất hiện trong video Bullet Journal tháng 7 của mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Chết rồi, mình răng đấy. Ôi Toán, năng chứ mơ ấy.